Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó ngay khi đặt chân tới Philippines. Rạng sáng ngày 2 tháng 7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đặt chân lên chuyến hành trình tới Philippines, sẵn sàng cho kỳ FIVB Challenger Cup cùng không ít kỳ vọng của người hâm mộ. Hơn một tháng sau chức vô địch AVC Challenger Cup, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đại diện cho châu Á tham dự FIVB Challenger Cup và một lần nữa, giải đấu tiếp tục được tổ chức trên đất Philippines. 2 giờ sáng ngày 2 tháng 7, chuyến xe đưa đội tuyển xuất phát từ Quảng Ninh, di chuyển thẳng tới sân bay Nội Bài. Sau đó, các thành viên đáp chuyến bay tới Manila và bước vào cuộc hành trình lần thứ 2 tham dự FIVB Challenger Cup. Thử thách đầu tiên đến với đội tuyển nữ Việt Nam tại FIVB Challenger Cup lần này đã tới nhưng không phải đến từ các đối thủ trên sân bóng, mà tới từ việc ban tổ chức của nước chủ nhà Philippines đã đón nhầm sân bay, khiến toàn đội phải chờ đợi gần một tiếng đồng hồ khi đặt chân tới Philippines. Hệ lụy đến sau đó, khi vì bị đón muộn, đội tuyển Việt Nam đã mất đi một buổi tập theo lịch trước đó vào lúc 14:30 theo giờ địa phương. Về đến khách sạn nơi đội tuyển đóng quân, lại thêm một sự cố nữa khi chuyền hai Kim Thoa không có tên trong danh sách check-in của khách sạn. Những điều này chắc hẳn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch của đội. Hy vọng rằng toàn đội sẽ nhanh chóng bỏ qua sự cố này để có được tinh thần, thể trạng tốt nhất chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Ở giải đấu năm ngoái được tổ chức tại Pháp, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò gặp không ít khó khăn do quãng đường di chuyển xa, chênh lệch múi giờ cũng như trận đấu đầu tiên chạm trán với đội chủ nhà được đánh giá cao hơn rất nhiều. Đó là lý do khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể tiến xa ở FIVB Challenger Cup năm ngoái. Tuy nhiên, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào giải đấu năm nay khi đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, quãng đường di chuyển thuận lợi cũng như Philippines không phải đối thủ của chúng ta ở những giải đấu gần đây. Cơ hội rất lớn để đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng tứ kết. Nếu điều đó trở thành sự thật, đối thủ tại bán kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Cộng hòa Séc và Argentina. Đây là năm cuối cùng của FIVB Challenger Cup được tổ chức. Trong số 8 đội tham dự, chỉ đội vô địch mới giành được quyền chơi Volleyball Nations League 2025. Tới với giải đấu lần này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ nguyên đội hình 14 vận động viên vừa lên ngôi vô địch tại AVC Challenge Cup vừa qua, gồm chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh và Trần Tú Linh, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trà My và Nguyễn Thị Bích Tuyền, phụ công Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Trà Giang và Phạm Thị Hiền, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh và Võ Thị Kim Thoa, libero Nguyễn Khánh Đang và Lê Thị Yến.